You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything. Ít tinh sâu ngày hôm nay thì ngoài cái nước chấm của đi kèm của Yến Phương ra thì mình sẽ có hai nước chấm nữa. Thứ nhất là tương ớt, thứ hai là các bạn mình sẽ sử dụng cái nước tương của Maxi này. Mình rất khoái các cái món nướng mà chấm với cái nước tương của Maxi. Rồi một cái gia vị không thể thiếu được, rất phổ thông luôn, đó chính là tương ớt. Rồi, và ngoài ra thì có phần test khá là đặc biệt nữa trên kênh của bạn Hồng nó xuống ra. Chúng ta sẽ thử cái này với cơm xem như nào. Và thường là những cái món này thì người ta sẽ uống kèm bia rượu, nhưng mà mình sẽ có một bát canh rau cần ở đây, giống kiểu ăn cơm thôi mà, cũng không khác gì đâu. Và chúng ta sẽ thử đợi gác bếp với những cái này. Chúng ta sẽ thử đầu tiên miếng này. Đây là trên tay mình thịt bò, uầy, thịt trâu, 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 không phải bò, trâu các bếp, bỏ các bếp, thịt trâu như vậy. Đây, nó có những cái miếng thớ này, nhìn nó cũng không khác gì so với cái miếng trước mình ăn là miếng thịt lợn các bếp. Mùi, nó có mùi của, rất đặc trưng của món các bếp là mùi hơi khen khét, mùi ám khói, nó rất là thơm. Đây, mình sẽ xé thịt làm đôi này. Đó, mình có thể thấy rõ được cái thứ thịt đỏ au này. Đó, như cái thịt bò khô luôn. Và nó màu đỏ tươi, đỏ tươi luôn. Mình sẽ bỏ cái này ra nhá, cho nó đỡ tối. Ngon chưa? Ui chà. Rồi, mình sẽ chấm thử đầu tiên là với cái nước của nó này. Cái nước đi kèm này. Cái nước này rất là cay và rất là ngon. Nó vừa cay, nó vừa ngọt, nhưng mà nó tôn lên cái vị của thịt các bếp. Cái này rất là mềm, nó không như thịt lợn nó có dai. Cái này lại rất là mềm luôn các bạn. Quá. Cái trâu của nó rất là mềm. Mặc dù cái này nó đắt hơn rất là nhiều. Rồi mình sẽ thử với cái nước tương ớt này xem như nào. Rất là ngon. Cũng được. Tại vì tương ớt nó ngọt. Mình chấm cái này mình vẫn có cảm nhận được cái độ ngọt của thịt. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ thử sang nước tương Maxi. Khá là ngon. Nói chung là mình chấm cả ba thứ, là cái nước chấm của Tây Bắc đi kèm này, nước ớt ở kèm nước trong Maxi mình thấy ngon cả. Rất là mềm luôn đấy. Sao cái trâu lại mềm như này nhỉ? Nó mềm hơn cái thịt lợn. Thịt lợn không biết trước phải thịt lợn xề không mà ăn nó dai lắm. Này nó rất là mềm. Ngon hơn nhiều. Mình nghĩ thịt trâu nó phải dai cơ, nó không mềm như này. Sẽ chấm cái nước của chạm chèo này. Quá ăn một miếng này mà uống một hớp bia là quên sầu rồi. Ngon khừ, nó ngon như thịt bò khô ấy, nhưng mà cái này nó có mùi khét khét thơm rất là dễ chịu. Thịt xé ra được từng miếng này, đỏ au này, nó rất là mềm luôn, thấy không? Nó rất là mềm. Rồi sẽ thử với cái Maxi này, cái này chấm cũng ngon phết. Được. Nói chung là các món nướng chấm cái này mình thấy khá là ngon, nhưng vịt quay chấm cái này rất là ổn đấy. Thịt rất là ngọt, mềm, dịu, ăn không bị cay quá. Mình chấm cái nước này rất là cay.
Thế còn nó vừa ngọt vừa cay nó rất là thơm. Ủa. Chấm tương ớt nha. Chấm tương ớt cũng khá là ok. Chấm Maggi. Rồi. Tại vì miếng này mình sẽ ăn chay, không chấm bất cứ cái gì cả. Để xem cái cảm nhận cái về cái thịt trâu gác bếp này nó như nào. Rất là mềm luôn. Nói chung là nếu mà không chấm ăn nó rất là lạt. Nói chung là chấm ăn nó rất là... Này chắc chắn phải chấm. Nếu mình không chấm mình có cảm giác như mình ăn bánh chưng. Cái nhân của bánh chưng. Đây chấm với nước này rất là ngọt. Đúng, nó lên đúng cái mùi thịt trâu luôn. Ngọt. Ủa, chính dị luôn. Mình chấm cả ba cái mình thấy đều ngon. Như cái chiếc châu xé này. Nó thành từng sợi này. Ui dồi. Chấm rất là ngon. Ngọt ngọt. Thôi. Nước bên này mình sẽ thử sang ăn với cơm nhá. Đấy. Chấm tương ớt cũng khá là phê luôn. Ôi. Tiếp theo chúng ta sẽ thử với cơm thế nào. Miếng đầu tiên thử với cái cơm đặc trưng của Việt Nam. Cái này ăn với cơm mình chưa biết cảm giác như nào. Ăn với cơm có cảm giác rất là giống ruốc mà rất là bùi. Ăn với cơm mình có cảm giác như ăn cơm với ruốc ấy, rất là ngon. Thế ăn á, ăn cơm làm chuyện, ăn cơm nó lại kiểu khác. Được, cái này mua về ăn với cơm cũng được. Không cứ nhất thiết phải ăn chơi đâu. Ngon lắm. Cảm giác như thịt nướng mà nó khô khô như kiểu ruốc khô. Rất sâu. Rất là ngon. Mà đang chấm với cái nước của họ nhé. Chấm chéo. Cơm sẽ ăn lắm. Giống như là cơm với ruốc à. Chấm tương ớt rồi xem nào. Ờ, cay lắm rồi. Rất là cay rồi. Cơm đang cháy vậy. Ngon lắm. Cái này các bạn hoàn toàn ăn với cơm được. Mình nghĩ rằng không nhất là phải ăn chơi. Tôi rất là cay. Chấm với xì dầu ok phết.
thôi. Làm tí nữa. Đây bác anh không cần. Cái này mình tự làm. Ăn cơm luôn. Ủa. Ăn cái gì trâu. Mà ăn cái này trâu thì mà nó nhạt kinh khủng hơn. Cảm giác như ăn rau không vậy. Một canh mình pha rất là vừa. Ngon. Ăn miếng mãi không hết. Ngon. Trong thứ thịt nó này mềm tơi luôn, không hề xay nào. Đầu tiên mình ăn thử thịt trâu mà gác bếp như này. Lợn chứ ăn rồi. Và lợn theo mình nó rất là dai. Cái này ngược lại, trâu sẽ rất là mềm. Không biết có đúng không. Thế ra thịt lợn phải mềm, trâu phải dai, nhưng đây ngược lại. Trâu rất là mềm. Thật sự, rất là khó để phân biệt được đâu là thịt trâu, thịt lợn. Tại vì khi ra bếp rồi, nó có mùi rất là giống nhau. Cực kỳ giống nhau luôn. Cơm vẫn còn bát canh này. Còn rất nhiều luôn. Thực sự chắc mình sẽ ăn hết được miếng này thôi. Còn miếng này chắc để cho mọi người. Cũng chỉ là ăn hết được. Chỗ này là khoảng 3 lạng. Rất là nhiều luôn ấy. Tại vì mình phải xé nhỏ ra ăn này. Xé nhỏ ra ăn nó mới dễ. Dễ nhai chứ. Trông cả miếng này gặm. Phí mồi. Ngon cực kỳ. Ui trời. Chúng ta đang thử thức món thịt trâu gác bếp trắng trộn Yến Phương, một cái đặc sản từ Mường Lò. Đây, các bạn có thể qua trực tiếp địa chỉ này, mình có thể lấy trực tiếp này này. Cầu 4 tuần tư An Thị sang Nghĩa Lộ Tiến Bái, nếu qua lại ở Tây Bắc. Còn nếu ở Hà Nội mình có thể qua các cơ sở của Bixi mình có thể mua được cái này với giá là 979.000 đồng 1 kg, cũng khá là rẻ. Tại mình mua ở đấy thì mình sẽ không mất tiền phí ship. Thực ra giá nó cũng ngang ngang nhau mà, không lời lãi hơn là mấy đâu. Chấm cái này ngon này. Rất là mềm luôn đó. Có đấy. Cái quá. Thank you.
ở trong cái cảm tưởng nó rất là mềm luôn. Cái trắng trắng này không biết là cái gì nhỉ? Có thể là cái gầu bò ở gầu trâu. Ôi giời, nó sắp vào răng. Cái phần này như kiểu phần đấy. Cái quá. Ui chà. Cay quá. Cay sắt đến tận não luôn.
Như vậy ngày hôm nay chúng ta đã ăn thử cái thịt trâu gác bếp, nhãn hiệu là Yến Phương, đến từ thị xã Mường Lò, Yên Bái. Cảm nhận của mình sau khi ăn thịt trâu gác bếp Yến Phương là mình có cảm giác rằng thật rất là khó để có thể phân biệt được giữa thịt lớn gác bếp và thịt trâu gác bếp chúng có cái sự gì khác nhau. Tại vì cái cảm giác của mình thì khi mà mình ăn từ cái lợn gác bếp ấy, thì mình có cảm giác là cái thứ thịt nó dai hơn, nhưng mà đối với thịt trâu thì nó cảm giác nó mềm hơn rất là nhiều. Không biết đây có phải là đặc trưng của lợn gác bếp hay là trâu gác bếp không, nhưng nó là một cảm giác của mình. Và khi ăn thì rất là khó để phân biệt được hai cái thịt trâu hay thịt lợn đó như thế nào. Thật sự là một câu bài toán rất là khó, nhưng mà về mùi vị thì rất là ngon. Đặc trưng của món ăn Tây Bắc là nó thơm mùi khói này, ăn thịt rất là mềm ngọt, thêm với nước chấm chạm chéo nó rất là cay. Mình có cảm tưởng như là cả cái núi rừng Tây Bắc nó hiện về trước mắt khi ăn được món thịt trâu gác bếp này. Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo. Và có lẽ mình sẽ làm thêm một số clip về thịt trâu gác bếp này, đây còn khá nhiều này. Ok, xin chào và gặp lại trong các video sắp tới nha.